Thưa quý vị, cấp nước là nhiệm vụ liên tục và thường xuyên, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, công tác cấp nước cần phải được đảm bảo 24/24 giờ, góp phần để mọi người mọi nhà hưởng một mùa xuân vẹn toàn, vui tươi và đầm ấm. Phản ánh sau đây sẽ nói lên công tác chuẩn bị và sẵn sàng phục vụ người dân của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố Cần Thơ. Trung tâm nước thì đang quản lý vận hành 181 hệ thống cấp nước trên địa bàn. Thì với số hộ dân đang phục vụ cấp nước là 144.629 hộ dân, tương đương khoảng 650.000 người dân đang sử dụng nước từ các cái hệ thống do nông thôn đang cung cấp. Thì đơn vị cũng ý thức được cái trách nhiệm của mình và đã chỉ đạo cho toàn thể lực lượng nhân viên cộng tác viên tiến hành tổng kiểm tra vệ sinh hệ thống là trạm cấp nước, cũng như thường xuyên tuần tra kiểm tra đường mạng, sửa chữa kịp thời và khắc phục ngay các cái sự cố, đảm bảo làm sao là trong việc Tết bà con là có nước sử dụng liên tục và đầy đủ ổn định. Song song đó thì đơn vị cũng đã tập trung tiến hành cải tạo thay mới nhiều cái đoạn ống cấp nước cũ trước đây đường kính nhỏ bằng những cái đường ống lớn, đồng thời là thi công đấu nối những cái nhà máy nước lại với nhau tạo một cái hệ thống liên hoàn để cấp nước là liên mạng, liên nhà máy, kịp thời là đảm bảo về áp lực cũng như về chất lượng nước, phục vụ tốt nhất cho bà con. Trong năm 2021 thì đơn vị đã tiến hành đầu tư cải tạo là trên 40.000 mét đường ống các loại trên địa bàn phục vụ để là tăng cường cái áp lực cũng như cái chất lượng nước cấp cho các cái khu vực mà thường xuyên bị yếu nước. Bây giờ qua ống mới này nó chảy lên là rất mạnh, xài được thoải mái, nước đầy đủ, thấy vui vẻ phấn khởi lắm chứ. Cái gì không qua nước chứ. Nước với điện là phải có trực tiếp hoài thôi. Bây giờ thì giờ nào cũng được hết, giờ nào nước cũng chảy cũng mạnh hết. Tết đó thì bà con cũng rất vui, thì cũng như mà mạnh, an tâm, thoải mái, xài mình lúc nào cũng được hết. Tuy là 9 ngày Tết, tuy nhiên đơn vị là chuẩn bị vật tư dự phòng là cho gần 1 tháng. Để bởi vì trong 9 ngày Tết đó, nếu có sự cố xảy ra, chúng ta có chuẩn bị vật tư dư đầy đủ để xử lý ngay kịp thời tất cả các cái tình huống mà có thể gây gián đoạn cấp nước do bị sự cố. Thì đơn vị cũng đã chủ động triển khai các cái giải pháp bao gồm là chuẩn bị các cái vật tư dự phòng, van, co tê, máy bơm nước các loại là gấp là 3 đến 4 lần so với là tháng bình thường, để làm sao là cái việc xử lý sự cố trong cái các ngày lễ Tết được đảm bảo là nhanh chóng kịp thời. Đây là cái màn hình để đơn vị có thể quan sát từ xa các cái hệ thống cấp nước tập trung quy mô lớn, cấp nước trên 5.000 hộ thì ở địa bàn Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Phong Điền. Nhờ cái màn hình quan sát từ xa này, đơn vị cũng được cái nguồn thông tin cũng như giám sát được các cái hoạt động tại các cái hệ thống nước ở dưới địa bàn các quận huyện. Trong cái dịp Tết thì đơn vị là có lực lượng trực 24/24 tại trung tâm, thì cái màn hình này nó là được liên tục quan sát từ xa, cho nên là trong suốt cái thời gian Tết cũng như các cái thời điểm khác trong năm thì giúp cho đơn vị là kiểm soát được cái hoạt động trực tiếp tại mặc dù ở trung tâm nước, nhưng đơn vị vẫn quản lý được các cái tình trạng hoạt động của các nhà máy nước ở tại địa bàn các huyện của thành phố.